hóa giải 6 nốt ruồi kém may mắn trên cơ mặt. Như Quỳnh xin được kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, trong xem tướng nốt ruồi, các chuyên gia tử vi phong thủy nhận định rằng nốt ruồi và các dữ kiện xuất sinh đa phần thường phản ánh chính xác tài vận và sự nghiệp cuộc đời mỗi người trong nhiều giai đoạn khác nhau. Để phân định được chính xác đâu là nốt ruồi cát tường, đâu là nốt ruồi xấu hung hại, trước tiên ta cần hiểu rõ về các dạng nốt ruồi. Đầu tiên đó là nốt ruồi cát tường, hay còn gọi là nốt ruồi may mắn, nốt ruồi phú quý. Thường có màu sắc sáng rõ, đỏ hoặc là đen, kích cỡ vừa phải, to nhỏ, tầm bằng hạt đậu. Ngược lại, nốt ruồi xấu hung hại sẽ to nhỏ bất thường, có thể mọc lông và không nhẵn bóng, thậm chí là có sẹo hoặc là đường viền không mấy đẹp mắt. Thường sẽ có màu nâu hoặc là phai nhiều màu khó nhận. Nốt ruồi may mắn mọc ở những vị trí tốt thì càng đẹp, lại phú quý giàu sang cho gia chủ. Nốt ruồi xấu hung hại nếu mà mọc ở những vị trí tồi tệ sẽ càng khiến cho chủ nhân thêm phần đen đủi. Có 6 nốt ruồi sau thuộc dạng đặc biệt vì chúng đều được nhận định đó là nốt ruồi không may mắn. Ai không may sở hữu những nốt ruồi xấu này, vận mệnh, sự nghiệp, tình duyên ắt sẽ phải đôi lần lận đận chắc trở. Cùng tìm hiểu cách hóa giải và khống chế nốt ruồi xấu hung hại này trong bài viết dưới đây. Nốt ruồi cuối lông mày gần huyệt thái dương. Nốt ruồi ở vị trí cuối lông mày gần huyệt thái dương được các chuyên gia xem tướng nốt ruồi nhận định đó là dễ khiến cho chủ nhân rước phải thị phi khẩu thiệt hay vướng phải kiện tụng cãi cọ. Nam giới có nốt ruồi ở vị trí này thường dễ gặp họa nhiều hơn là nữ giới, trong mức độ nghiêm trọng thì lại không quá tệ hại. Để khắc phục những hạn chế rủi ro đen đủi ngoài ý muốn, chủ nhân của nốt ruồi xấu này có thể tẩy bỏ, nhưng phải sau khi kết hôn và tốt nhất là khi sinh nở viên mãn với nữ giới. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, cách hóa giải tốt nhất chính là giữ cho tâm định trí an, năng làm việc thiện và tham gia các lớp học thiền định, yoga để thân tâm bình ổn, nói năng lịch thiệp, không bị dao động bởi các nhân tố bên ngoài. Nốt ruồi ở đuôi mắt. Vùng đuôi mắt trong nhân tướng học chính là cung phu thê, phản ánh tình trạng hôn nhân và cuộc sống tình cảm của mỗi người. Ai có nốt ruồi mọc ở vùng này đa phần đều có tính cách khó lường hay thay đổi, tâm tính bất an và hay gặp xui xẻo bất ổn trong chuyện tình cảm hôn nhân. Nếu kết hôn sớm và không may gặp đổ vỡ, mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn tiến theo chiều hướng xấu và khiến cho họ càng có tâm lý chán nản sợ dệt. Sự nghiệp công danh vì thế cũng bị lung lay không mấy chắc chắn về lâu dài. Cách hóa giải tốt nhất đó là bình tâm đối diện với mọi khó khăn và sự thật, không lẩn tránh vì càng lo lắng, sợ hãi và tìm cách thoát khỏi kiếp nạn một cách vội vàng, họ càng thêm đen đủi. Để gạt bỏ những điều tệ hại trong cuộc sống, chuyên gia xem tướng nốt ruồi nhận định tuyết người này nên kết hôn muộn, nên nhớ rằng việc tẩy bỏ nốt ruồi với họ là vô ích. Sau khi yên bề gia thất nên chọn con cái có năm sinh hợp với tuổi của bố mẹ, người con sẽ hóa giải phần nào hung họa, đem đến may mắn cho cả gia đình. Nốt ruồi ở vùng bọng mắt. Trong nhân tướng học và xem tướng nốt ruồi, vùng bọng mắt chính là cung tử tức, hay còn gọi là cung tử nữ, lệ đường. Người nào có nốt ruồi ở đây đa phần bị nhận định là sẽ vất vả nhọc nhằn về đường con cái. Đặc biệt là người có nốt ruồi ở vùng bọng mắt này không thích nước, kỵ yếu tố thủy nên thường sẽ ghét sông hồ, sợ tập bơi. Họ dễ gặp khó khăn trong việc an cư lập nghiệp, chắc trở sẽ đến dưới dạng sống ở đâu thì ngập lụt, lũ hoặc là nhà cửa liên tục hỏng hóc, rột nát. Thật ra đây là một trong những nốt ruồi hung hại với độ ảnh hưởng khá là ít ỏi trên gương mặt. Thường ngoài 40 tuổi, vận hạn của người sở hữu nốt ruồi này sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Nếu kết hôn muộn và chọn đúng người phối ngẫu, họ sẽ sớm đón nhận được quả ngọt tốt lành. Thứ tư, đó là nốt ruồi ở giữa hai mắt. Nốt ruồi xấu hung hại này nếu mọc trên gương mặt đàn ông thì được gọi là nốt ruồi khắc vợ. Nam giới ai sở hữu thường sẽ khiến người bạn đời chịu ảnh hưởng không tốt về sức khỏe và tình cảm, hoặc là vợ chồng bị người thứ ba xen vào, hoặc là vất vả vì đường kinh tế, cơm không lành canh chẳng ngọt. Người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này cần đặc biệt chú ý kiêng các yếu tố thủy. Ngoài 35 tuổi, họ sẽ dễ gặp vận hạn khi mà đi bơi, di chuyển trên sông, tức là khi tiến hành các hoạt động có liên quan đến nước.
cách hóa giải phù hợp nhất cho họ là hai vợ chồng cơm sôi nhỏ lửa, chín bỏ làm mười, nói chuyện nhuần nhị, hòa thuận và khéo léo bảo nhau. Trong chuyện tình cảm thì phải chính chuyên, không dao động, sẵn sàng hy sinh vì đối phương để giữ gìn hạnh phúc gia đình viên mãn. Nốt ruồi lao lực. Nốt ruồi này nằm ở vị trí khá đặc biệt, rơi vào điểm giao của đường kẻ ngang từ nhân trung sang hai bên, là đường kẻ dọc từ khóe mắt xuống. Nam hay nữ sở hữu nốt ruồi này đều dễ có số vất vả, lo âu bộn bề hay gặp hung hại khi di chuyển, để lại dấu vết ở vùng chân. Cách hóa giải tốt nhất là không phong lưu đa tình, yêu sớm nhưng cần phải kết hôn muộn. Năng đi lại cửa chùa để được an định và hướng thiện trong cuộc sống hàng ngày, không đổ lỗi cho người khác và cần phải làm chủ cảm xúc của bản thân. Đồng thời thường ngày cần chú ý giao tiếp, luôn nở nụ cười trên môi và nhìn nhận mọi việc khách quan, vui vẻ, tích cực. Nốt ruồi phía dưới môi. Nhiều chuyên gia xem tướng nốt ruồi cho rằng nốt ruồi dưới môi là nốt ruồi xấu, khiến cho chủ nhân gặp họa về đường ăn uống, dễ bị ngộ độc, rối loạn tiêu hóa hoặc là bị các bệnh về dạ dày. Chính vì thế mà người có nốt ruồi này cần chú ý ăn uống cẩn thận, không để họa tòng khẩu nghiệp. Cách hóa giải đơn giản với họ chính là đem thuốc theo bên mình khi cần và chú ý không bao giờ được tùy tiện trong dinh dưỡng, càng không được để thức ăn vấy bẩn dính xung quanh nốt ruồi này. Ngoài những điều cần chú ý ở bên trên, đặc biệt bốn con giáp dưới đây, khi mà có những nốt ruồi kém may mắn này sẽ cần chú ý nhiều tới tài lộc, công danh, sự nghiệp của mình trong năm 2020. Đầu tiên đó là tuổi Ngọ. Tử vi năm 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, khi có những nốt ruồi tại những vị trí đại kỵ này nữa thì dễ dẫn tới hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung lại thêm thất giáp hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn gác. Sự nghiệp khó về được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như là tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ năm 2020 không được vững cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung công việc là chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời. Chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về mặt sức khỏe, con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích. Nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế có nhiều đồ giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tuổi Mão. Tuổi Mão năm 2020 gặp cục diện hình thái tuế tài lộc sự nghiệp có bước thăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất.
sức khỏe của con giáp này trong năm Canh Tý cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tý thủy tọa tại chính ấn. Ấn quang tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bản thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải cung tinh, giúp cho tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế tý thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa. Đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận. Nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả có thể khôn lường. Có thể do ganh tị đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trở đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa phượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền muộn, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu kiệt thị phi, thậm chí vướng ngoài họa kiện tụng nhà tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì năm 2020 tuổi Mão cần phải lưu ý làm gì thì tốt nhất cũng phải tuân theo quy định, pháp luật. Dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt, để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm. Thì chỉ có mất nhiều hơn được mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão tí tương hình, tí thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa như nhiều nước, như ao hồ, sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt, âm u, tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Dậu gặp cục diện tương phá, hạn thái tuế lơ lửng trên đầu, vì thế bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý, dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm Canh Tý của con giáp này không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp, cần lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều khi mà suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên khi vướng phải rắc rối, thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh sẽ trở nên đào hoa, có thể gặp những đối tượng hợp ý với mình ở những nơi như quán bar hoặc trong những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng mệnh chủ cần phải biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp sẽ kéo theo chính mình vào rắc rối. Tử vi 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc thị phi. Nếu không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng thì dễ vướng vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Năm Canh Tý tuổi Dậu đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, mà địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh không được thuận lợi trong công việc. Con giáp này dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến cho mọi chuyện không yên ổn, bản tính bốc đồng lơ là, mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Bản mệnh sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xung quanh xảy ra. Ngoài ra thì cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài.
Vì thế, cần phải tránh hết sức việc tham gia vào các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Năm 2020, tuổi Dậu cần tránh đi đến những khu vực âm u ẩm ướt, không nên đi tới những khu vực ven sông hoặc những nơi nhiều người hỗn tạp như quán bar, quán rượu để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quan Pháp Bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.